Xin chào mọi người à, xin chào mọi người quay trở lại với cái kênh Top Gia Đình Nhân Con. Bữa nay em ram thịt gà cho 5 đứa con của em nè. À, gia vị của em á, em mua cái gói ớt thịt để nướng á, với lại em cho 4 muỗng bột ngọt. Nhớ đừng bỏ đường nha, chiên kiểu này mà bỏ đường là nó khét nghẹt luôn á mọi người. Hấp dẫn ghê, thơm lắm. Mình bỏ cái gói ớt gia vị của thịt nướng mà người ta hay nướng ở ngoài đường làm cơm sườn đâu đó, ướp cái đó đó thơm lắm. Còn mọi người muốn mau chín nữa chứ sao, đậy nắp lại, bật lửa nhỏ thôi, bắt đầu đi riêu cho nó sôi hoài luôn. Đầu ra dở nắp ra, để nắp ra xong nó trộn lật tới lật lui vậy để nó khét phần dưới. Tại mình có ướp cái phần để ướp thịt á, nó có chất đường ở trong đó đó mọi người, mình không trở nó sẽ khét nha. Bây giờ chúng ta để cho nó vàng là được rồi, một lát nó vàng á em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây là thành phẩm của em xong rồi nha mọi người, thịt hấp dẫn không.